Mày chết. Mày chết. Một em dô phi. Nó nằm đây. Mồi giun đất nha anh em ơi. Cần câu si ba chào. Ăn nữa. Rồi, mày kéo đi rồi. Dù phi con. Dô bưởi à? Dô đồng. Cách ăn khôn thế. Ô kìa. Nó lôi chim rồi mà. Kéo rồi anh em ơi. Cá kéo rồi. Đấy đấy đấy. Mày kéo ố kia. Ủa. Kéo rồi anh em ơi. Kéo chim rồi. Quả này mày chết. Chạy đi đâu em ơi. Ủa nặng thế. Hai em luôn. Chết rồi, sắp hết mồi rồi.
ăn nữa anh em ơi. Kéo đi. Rồi, ui giời. Thế mà không được. Cắn hết mồi luôn. Cuối cùng dù bị kéo luôn, kéo luôn em dù phi nhỏ. Cháu đi rồi. Wow. Wow. To béo nhỏ bùi. Đây là chín lợi phẩm hôm nay. Hai em rô. Ra cồn. Giờ mình giật mình phát mà. Mình xin kết thúc clip ở tại đây nha. Các cuồn nhiều lắm.